Bánh mì chảo là một món ăn đường phố nổi tiếng, không chỉ vừa ngon lại vừa rẻ, thu hút nhiều giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ Sài Gòn. Món bánh mì chảo Sài Gòn được báo chí nước ngoài ca ngợi. Bạn ăn chưa? Được xem là một trong những xe bánh mì đầu tiên tại Sài Gòn, bánh mì Hòa Mã có gì thú vị hơn những chỗ khác nhỉ? Nhắc đến ẩm thực đường phố Sài Gòn thì không thể bỏ qua bánh mì. Chúng ta có thể ăn bánh mì sáng, trưa, chiều, tối. Khắp các nẻo đường, các cửa hàng bánh mì mọc lên như nấm. Nhưng bạn đã biết đâu là nơi bắt đầu của bánh mì Sài Gòn chưa? Nhiều người tin rằng xe bánh mì đầu tiên thuộc về ông Ngọc, bà Tịnh, một cặp vợ chồng miền Bắc di cư vào Nam vì từng có thời gian làm công nhân nhà máy đồ hộp của Pháp. Bà Ngọc biết cách chế biến thịt nguội pate sao cho ngon đúng chuẩn Pháp. Hai ông bà đã sáng tạo ra các nguyên liệu ăn kèm cho Việt Nam hơn, từ đó cho ra đời món đặc sản là bánh mì kẹp thịt và bánh mì chảo. Cũng từ đó, bánh mì Hòa Mã của hai ông bà nức tiếng gần xa. Sau hơn 50 năm, con gái ông bà lại là người tiếp quản xe bánh mì gia truyền này. Độ lâu đời và chính gốc là nguyên nhân khiến bánh mì Hòa Mã nổi tiếng xuyên suốt nửa thế kỷ, không chỉ với người Sài Gòn mà còn cả báo chí nước ngoài. Bánh mì Hòa Mã là cửa hàng phổ biến được nhắc đến khi du lịch tới Sài Gòn của trang TripAdvisor. Trên trang ẩm thực, Migrationology của blogger cũng dành tặng cho nó những lời khen có cánh. Một trong ba cửa hàng bánh mì ngon nhất Sài Gòn, bữa sáng Sài Gòn ngon nhất tôi từng ăn. Xét về chất lượng, bánh mì Hòa Mã có nhiều thịt cùng các loại topping ăn kèm. Menu vẫn chỉ đơn giản có hai món là bánh mì kẹp và bánh mì chảo. Trong đó, nếu gọi bánh mì chảo, bạn sẽ được thưởng thức hết tất cả các đặc sản của cửa hàng, từ thông thường như pate thịt nguội đến chả quế. Giá cao gấp rưỡi tới gấp đôi các cửa hàng bánh mì thông thường, nhưng với bề dày lịch sử của mình, bánh mì Hòa Mã vẫn trở thành một điểm đến ưa thích của người Sài Gòn lẫn khách du lịch. Vừa rồi là chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn nguồn gốc cũng như là xuất xứ của món bánh mì chảo. Ngày hôm nay tại số 43 quận 3 Ngô Thời Nhiệm, góc cà phê 43, chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn cũng như những người yêu thích ẩm thực, văn hóa Sài Gòn, những món ăn trên vỉa hè cũng như những món ăn bình dân, ngon bổ rẻ. Món bánh mì chảo được xuất hiện tại 43 Ngô Thời Nhiệm như một phần tiếp sức, nối dài câu chuyện văn hóa ẩm thực truyền thống của người Việt. Trước hết là muốn mang đến cho những người yêu thích ẩm thực được một bữa ăn ngon và nhiều dưỡng chất, hợp với túi tiền của tất cả mọi người sống tại Sài Gòn, mà chúng tôi vẫn gọi họ là những thị dân ân cần, luôn chia sẻ và đùm bọc nhau trong những khó khăn, đúng với tinh thần truyền thống đùm bọc lẫn nhau của người Việt. Bánh mì chảo nằm ngay góc ngã ba của đường Ngô Thời Nhiệm và Nguyễn Gia Thiểu, thuộc quận 3. Ở đây không gian rộng rãi, thoáng mát, hai bên đường là những cây cổ thụ to, trải dài bóng mát xuyên suốt cả ngày. Nhân viên phục vụ vui vẻ, ở đây chúng tôi có cả nước giải khát cũng như là cà phê, phù hợp cho những ai đi đến với bạn bè. Sau khi đã ăn xong bánh mì chảo có thể ngồi và tâm sự bên ly cà phê cũng như là bên ly trà thảo mộc. Vào những ngày cuối tuần thứ 6 và thứ 7, đặc biệt là sáng chủ nhật, chúng tôi luôn có những buổi giao lưu văn nghệ cùng với nhạc sĩ Đức Tiến, với những giọng ca trẻ, cùng với những giọng ca của những quý vị yêu nhạc vẫn thường xuyên đến và giao lưu. Bánh mì chảo 43 Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành chút thời gian để lắng nghe
về sự chia sẻ cũng như sự giới thiệu chính thức có mặt của chúng tôi tại Sài Gòn. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Bánh mì chảo 43 Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Bánh mì chảo là một món ăn đường phố nổi tiếng, không chỉ vừa ngon lại vừa rẻ, thu hút nhiều giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ Sài Gòn. Món bánh mì chảo Sài Gòn được báo chí nước ngoài ca ngợi. Bạn ăn chưa? Được xem là một trong những xe bánh mì đầu tiên tại Sài Gòn, bánh mì Hòa Mã có gì thú vị hơn những chỗ khác nhỉ? Nhắc đến ẩm thực đường phố Sài Gòn thì không thể bỏ qua bánh mì. Chúng ta có thể ăn bánh mì sáng, trưa, chiều, tối. Khắp các nẻo đường, các cửa hàng bánh mì mọc lên như nấm. Nhưng bạn đã biết đâu là nơi bắt đầu của bánh mì Sài Gòn chưa? Nhiều người tin rằng xe bánh mì đầu tiên thuộc về ông Ngọc, bà Tịnh, một cặp vợ chồng miền Bắc di cư vào Nam vì từng có thời gian làm công nhân nhà máy đồ hộp của Pháp. Bà Ngọc biết cách chế biến thịt nguội pate sao cho ngon đúng chuẩn Pháp. Hai ông bà đã sáng tạo ra các nguyên liệu ăn kèm cho Việt Nam hơn, từ đó cho ra đời món đặc sản là bánh mì kẹp thịt và bánh mì chảo. Cũng từ đó, bánh mì Hòa Mã của hai ông bà nức tiếng gần xa. Sau hơn 50 năm, con gái ông bà lại là người tiếp quản xe bánh mì gia truyền này. Độ lâu đời và chính gốc là nguyên nhân khiến bánh mì Hòa Mã nổi tiếng xuyên suốt nửa thế kỷ, không chỉ với người Sài Gòn mà còn cả báo chí nước ngoài. Bánh mì Hòa Mã là cửa hàng phổ biến được nhắc đến khi du lịch tới Sài Gòn của trang TripAdvisor. Trên trang ẩm thực, Migrationology của blogger cũng dành tặng cho nó những lời khen có cánh. Một trong ba cửa hàng bánh mì ngon nhất Sài Gòn, bữa sáng Sài Gòn ngon nhất tôi từng ăn. Xét về chất lượng, bánh mì Hòa Mã có nhiều thịt cùng các loại topping ăn kèm. Menu vẫn chỉ đơn giản có hai món là bánh mì kẹp và bánh mì chảo. Trong đó, nếu gọi bánh mì chảo, bạn sẽ được thưởng thức hết tất cả các đặc sản của cửa hàng, từ thông thường như pate thịt nguội đến chả quế. Giá cao gấp rưỡi tới gấp đôi các cửa hàng bánh mì thông thường, nhưng với bề dày lịch sử của mình, bánh mì Hòa Mã vẫn trở thành một điểm đến ưa thích của người Sài Gòn lẫn khách du lịch. Vừa rồi là chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn nguồn gốc cũng như là xuất xứ của món bánh mì chảo. Ngày hôm nay tại số 43 quận 3 Ngô Thời Nhiệm, góc cà phê 43, chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn cũng như những người yêu thích ẩm thực, văn hóa Sài Gòn, những món ăn trên vỉa hè, cũng như những món ăn bình dân, ngon bổ rẻ. Món bánh mì chảo được xuất hiện tại 43 Ngô Thời Nhiệm như một phần tiếp sức, nối dài câu chuyện văn hóa ẩm thực truyền thống của người Việt. Trước hết là muốn mang đến cho những người yêu thích ẩm thực được một bữa ăn ngon và nhiều dưỡng chất, hợp với túi tiền của tất cả mọi người sống tại Sài Gòn, mà chúng tôi vẫn gọi họ là những thị dân ân cần, luôn chia sẻ và đùm bọc nhau trong những khó khăn, đúng với tinh thần truyền thống đùm bọc lẫn nhau của người Việt. Bánh mì chảo nằm ngay góc ngã ba của đường Ngô Thời Nhiệm và Nguyễn Gia Thiểu, thuộc quận 3. Ở đây không gian rộng rãi, thoáng mát, hai bên đường là những cây cổ thụ to trải dài bóng mát xuyên suốt cả ngày. Nhân viên phục vụ vui vẻ. Ở đây chúng tôi có cả nước giải khát cũng như là cà phê, phù hợp cho những ai đi đến với bạn bè. Sau khi đã ăn xong bánh mì chảo có thể ngồi và tâm sự bên ly cà phê cũng như là bên ly trà thảo mộc. Vào những ngày cuối tuần thứ 6 và thứ 7, đặc biệt là sáng chủ nhật, chúng tôi luôn có những buổi giao lưu văn nghệ cùng với nhạc sĩ Đức Tiến với những giọng ca trẻ
cùng với những giọng ca của những quý vị yêu nhạc vẫn thường xuyên đến và giao lưu. Bánh mì chảo 43 Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành chút thời gian để lắng nghe về sự chia sẻ cũng như sự giới thiệu chính thức có mặt của chúng tôi tại Sài Gòn. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Bánh mì chảo 43 Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Bánh mì chảo là một món ăn đường phố nổi tiếng, không chỉ vừa ngon lại vừa rẻ, thu hút nhiều giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ Sài Gòn. Món bánh mì chảo Sài Gòn được báo chí nước ngoài ca ngợi. Bạn ăn chưa? Được xem là một trong những xe bánh mì đầu tiên tại Sài Gòn, bánh mì Hòa Mã có gì thú vị hơn những chỗ khác nhỉ? Nhắc đến ẩm thực đường phố Sài Gòn thì không thể bỏ qua bánh mì. Chúng ta có thể ăn bánh mì sáng, trưa, chiều, tối. Khắp các nẻo đường, các cửa hàng bánh mì mọc lên như nấm. Nhưng bạn đã biết đâu là nơi bắt đầu của bánh mì Sài Gòn chưa? Nhiều người tin rằng xe bánh mì đầu tiên thuộc về ông Ngọc, bà Tịnh, một cặp vợ chồng miền Bắc di cư vào Nam vì từng có thời gian làm công nhân nhà máy đồ hộp của Pháp. Bà Ngọc biết cách chế biến thịt nguội pate sao cho ngon đúng chuẩn Pháp. Hai ông bà đã sáng tạo ra các nguyên liệu ăn kèm cho Việt Nam hơn, từ đó cho ra đời món đặc sản là bánh mì kẹp thịt và bánh mì chảo. Cũng từ đó, bánh mì Hòa Mã của hai ông bà nức tiếng gần xa. Sau hơn 50 năm, con gái ông bà lại là người tiếp quản xe bánh mì gia truyền này. Độ lâu đời và chính gốc là nguyên nhân khiến bánh mì Hòa Mã nổi tiếng xuyên suốt nửa thế kỷ. Không chỉ với người Sài Gòn mà còn cả báo chí nước ngoài. Bánh mì Hòa Mã là cửa hàng phổ biến được nhắc đến khi du lịch tới Sài Gòn của trang TripAdvisor. Trên trang ẩm thực Migrationology của blogger cũng dành tặng cho nó những lời khen có cánh. Một trong ba cửa hàng bánh mì ngon nhất Sài Gòn, bữa sáng Sài Gòn ngon nhất tôi từng ăn. Xét về chất lượng, bánh mì Hòa Mã có nhiều thịt cùng các loại topping ăn kèm. Menu vẫn chỉ đơn giản có hai món là bánh mì kẹp và bánh mì chảo. Trong đó, nếu gọi bánh mì chảo, bạn sẽ được thưởng thức hết tất cả các đặc sản của cửa hàng, từ thông thường như pate thịt nguội đến chả quế. Giá cao gấp rưỡi tới gấp đôi các cửa hàng bánh mì thông thường, nhưng với bề dày lịch sử của mình, bánh mì Hòa Mã vẫn trở thành một điểm đến ưa thích của người Sài Gòn lẫn khách du lịch. Vừa rồi là chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn nguồn gốc cũng như là xuất xứ của món bánh mì chảo. Ngày hôm nay tại số 43 quận 3 Ngô Thời Nhiệm, góc cà phê 43, chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn cũng như những người yêu thích ẩm thực văn hóa Sài Gòn, những món ăn trên vỉa hè cũng như những món ăn bình dân ngon bổ rẻ, món bánh mì chảo được xuất hiện tại 43 Ngô Thời Nhiệm như một phần tiếp sức nối dài câu chuyện văn hóa ẩm thực truyền thống của người Việt. Trước hết là muốn mang đến cho những người yêu thích ẩm thực được một bữa ăn ngon và nhiều dưỡng chất, hợp với túi tiền của tất cả mọi người sống tại Sài Gòn, mà chúng tôi vẫn gọi họ là những thị dân ân cần, luôn chia sẻ và đùm bọc nhau trong những khó khăn, đúng với tinh thần truyền thống đùm bọc lẫn nhau của người Việt. Bánh mì chảo nằm ngay góc ngã ba của đường Ngô Thời Nhiệm và Nguyễn Gia Thiểu, thuộc quận 3. Ở đây không gian rộng rãi, thoáng mát, hai bên đường là những cây cổ thụ to, trải dài bóng mát xuyên suốt cả ngày. Nhân viên phục vụ vui vẻ, ở đây chúng tôi có cả nước giải khát cũng như là cà phê, phù hợp cho những ai đi đến với bạn bè. Sau khi đã ăn xong bánh mì chảo có thể ngồi và tâm sự
bên ly cà phê cũng như là bên ly trà Thảo Mộc. Vào những ngày cuối tuần thứ sáu và thứ bảy, đặc biệt là sáng chủ nhật, chúng tôi luôn có những buổi giao lưu văn nghệ cùng với nhạc sĩ Đức Tiến, với những giọng ca trẻ, cùng với những giọng ca của những quý vị yêu nhạc vẫn thường xuyên đến và giao lưu. Bánh mì chảo 43 Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành chút thời gian để lắng nghe về sự chia sẻ cũng như sự giới thiệu chính thức có mặt của chúng tôi tại Sài Gòn. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Bánh mì chảo 43 Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Bánh mì chảo là một món ăn đường phố nổi tiếng, không chỉ vừa ngon lại vừa rẻ, thu hút nhiều giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ Sài Gòn. Món bánh mì chảo Sài Gòn được báo chí nước ngoài ca ngợi, bạn ăn chưa? Được xem là một trong những xe bánh mì đầu tiên tại Sài Gòn, bánh mì Hòa Mã có gì thú vị hơn những chỗ khác nhỉ? Nhắc đến ẩm thực đường phố Sài Gòn thì không thể bỏ qua bánh mì. Chúng ta có thể ăn bánh mì sáng, trưa, chiều, tối. Khắp các nẻo đường, các cửa hàng bánh mì mọc lên như nấm. Nhưng bạn đã biết đâu là nơi bắt đầu của bánh mì Sài Gòn chưa? Nhiều người tin rằng xe bánh mì đầu tiên thuộc về ông Ngọc, bà Tịnh, một cặp vợ chồng miền Bắc di cư vào Nam vì từng có thời gian làm công nhân nhà máy đồ hộp của Pháp. Bà Ngọc biết cách chế biến thịt nguội pate sao cho ngon đúng chuẩn Pháp. Hai ông bà đã sáng tạo ra các nguyên liệu ăn kèm cho Việt Nam hơn, từ đó cho ra đời món đặc sản là bánh mì kẹp thịt và bánh mì chảo. Cũng từ đó, bánh mì Hòa Mã của hai ông bà nức tiếng gần xa. Sau hơn 50 năm, con gái ông bà lại là người tiếp quản xe bánh mì gia truyền này. Độ lâu đời và chính gốc là nguyên nhân khiến bánh mì Hòa Mã nổi tiếng xuyên suốt nửa thế kỷ, không chỉ với người Sài Gòn mà còn cả báo chí nước ngoài. Bánh mì Hòa Mã là cửa hàng phổ biến được nhắc đến khi du lịch tới Sài Gòn của trang TripAdvisor. Trên trang ẩm thực, Migrationology của blogger cũng dành tặng cho nó những lời khen có cánh. Một trong ba cửa hàng bánh mì ngon nhất Sài Gòn, bữa sáng Sài Gòn ngon nhất tôi từng ăn. Xét về chất lượng, bánh mì Hòa Mã có nhiều thịt cùng các loại topping ăn kèm. Menu vẫn chỉ đơn giản có hai món là bánh mì kẹp và bánh mì chảo. Trong đó, nếu gọi bánh mì chảo, bạn sẽ được thưởng thức hết tất cả các đặc sản của cửa hàng, từ thông thường như pate thịt nguội đến chả quế. Giá cao gấp rưỡi tới gấp đôi các cửa hàng bánh mì thông thường, nhưng với bề dày lịch sử của mình, bánh mì Hòa Mã vẫn trở thành một điểm đến ưa thích của người Sài Gòn lẫn khách du lịch. Vừa rồi là chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn nguồn gốc cũng như là xuất xứ của món bánh mì chảo. Ngày hôm nay tại số 43 quận 3 Ngô Thời Nhiệm, góc cà phê 43, chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn cũng như những người yêu thích ẩm thực, văn hóa Sài Gòn, những món ăn trên vỉa hè, cũng như những món ăn bình dân, ngon bổ rẻ. Món bánh mì chảo được xuất hiện tại 43 Ngô Thời Nhiệm như một phần tiếp sức, nối dài câu chuyện văn hóa ẩm thực truyền thống của người Việt. Trước hết là muốn mang đến cho những người yêu thích ẩm thực được một bữa ăn ngon và nhiều dưỡng chất, hợp với túi tiền của tất cả mọi người sống tại Sài Gòn, mà chúng tôi vẫn gọi họ là những thị dân ân cần, luôn chia sẻ và đùm bọc nhau trong những khó khăn, đúng với tinh thần truyền thống đùm bọc lẫn nhau của người Việt. Bánh mì chảo nằm ngay góc ngã ba của đường Ngô Thời Nhiệm và Nguyễn Gia Thiểu, thuộc quận 3. Ở đây không gian rộng rãi, thoáng mát, hai bên đường là những cây cổ thụ to, trải dài bóng mát xuyên suốt cả ngày,
Nhân viên phục vụ vui vẻ. Ở đây chúng tôi có cả nước giải khát cũng như là cà phê, phù hợp cho những ai đi đến với bạn bè. Sau khi đã ăn xong bánh mì chảo có thể ngồi và tâm sự bên ly cà phê cũng như là bên ly trà thảo mộc. Vào những ngày cuối tuần thứ sáu và thứ bảy, đặc biệt là sáng chủ nhật, chúng tôi luôn có những buổi giao lưu văn nghệ cùng với nhạc sĩ Đức Tiến, với những giọng ca trẻ, cùng với những giọng ca của những quý vị yêu nhạc vẫn thường xuyên đến và giao lưu. Bánh mì chảo 43 Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành chút thời gian để lắng nghe về sự chia sẻ cũng như sự giới thiệu chính thức có mặt của chúng tôi tại Sài Gòn. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Bánh mì chảo 43 Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Bánh mì chảo là một món ăn đường phố nổi tiếng, không chỉ vừa ngon lại vừa rẻ, thu hút nhiều giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ Sài Gòn. Món bánh mì chảo Sài Gòn được báo chí nước ngoài ca ngợi. Bạn ăn chưa? Được xem là một trong những xe bánh mì đầu tiên tại Sài Gòn, bánh mì Hòa Mã có gì thú vị hơn những chỗ khác nhỉ? Nhắc đến ẩm thực đường phố Sài Gòn thì không thể bỏ qua bánh mì. Chúng ta có thể ăn bánh mì sáng, trưa, chiều, tối. Khắp các nẻo đường, các cửa hàng bánh mì mọc lên như nấm. Nhưng bạn đã biết đâu là nơi bắt đầu của bánh mì Sài Gòn chưa? Nhiều người tin rằng xe bánh mì đầu tiên thuộc về ông Ngọc, bà Tịnh, một cặp vợ chồng miền Bắc di cư vào Nam vì từng có thời gian làm công nhân nhà máy đồ hộp của Pháp. Bà Ngọc biết cách chế biến thịt nguội pate sao cho ngon đúng chuẩn Pháp. Hai ông bà đã sáng tạo ra các nguyên liệu ăn kèm cho Việt Nam hơn, từ đó cho ra đời món đặc sản là bánh mì kẹp thịt và bánh mì chảo. Cũng từ đó, bánh mì Hòa Mã của hai ông bà nức tiếng gần xa. Sau hơn 50 năm, con gái ông bà lại là người tiếp quản xe bánh mì gia truyền này. Độ lâu đời và chính gốc là nguyên nhân khiến bánh mì Hòa Mã nổi tiếng xuyên suốt nửa thế kỷ, không chỉ với người Sài Gòn mà còn cả báo chí nước ngoài. Bánh mì Hòa Mã là cửa hàng phổ biến được nhắc đến khi du lịch tới Sài Gòn của trang TripAdvisor. Trên trang ẩm thực Migrationology của blogger cũng dành tặng cho nó những lời khen có cánh. Một trong ba cửa hàng bánh mì ngon nhất Sài Gòn, bữa sáng Sài Gòn ngon nhất tôi từng ăn. Xét về chất lượng, bánh mì Hòa Mã có nhiều thịt cùng các loại topping ăn kèm. Menu vẫn chỉ đơn giản có hai món là bánh mì kẹp và bánh mì chảo. Trong đó, nếu gọi bánh mì chảo, bạn sẽ được thưởng thức hết tất cả các đặc sản của cửa hàng, từ thông thường như pate thịt nguội đến chả quế. Giá cao gấp rưỡi tới gấp đôi các cửa hàng bánh mì thông thường, nhưng với bề dày lịch sử của mình, bánh mì Hòa Mã vẫn trở thành một điểm đến ưa thích của người Sài Gòn lẫn khách du lịch. Vừa rồi là chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn nguồn gốc cũng như là xuất xứ của món bánh mì chảo. Ngày hôm nay tại số 43 quận 3 Ngô Thời Nhiệm, góc cà phê 43, chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn cũng như những người yêu thích ẩm thực, văn hóa Sài Gòn, những món ăn trên vỉa hè cũng như những món ăn bình dân, ngon bổ rẻ. Món bánh mì chảo được xuất hiện tại 43 Ngô Thời Nhiệm như một phần tiếp sức, nối dài câu chuyện văn hóa ẩm thực truyền thống của người Việt. Trước hết là muốn mang đến cho những người yêu thích ẩm thực được một bữa ăn ngon và nhiều dưỡng chất, hợp với túi tiền của tất cả mọi người sống tại Sài Gòn, mà chúng tôi vẫn gọi họ là những thị dân ân cần, luôn chia sẻ và đùm bọc nhau trong những khó khăn, đúng với tinh thần truyền thống đùm bọc lẫn nhau của người Việt.
bánh mì chảo nằm ngay góc ngã ba của đường Ngô Thời Nhiệm và Nguyễn Gia Thiểu, thuộc quận 3. Ở đây không gian rộng rãi, thoáng mát, hai bên đường là những cây cổ thụ to, trải dài bóng mát xuyên suốt cả ngày. Nhân viên phục vụ vui vẻ, ở đây chúng tôi có cả nước giải khát cũng như là cà phê, phù hợp cho những ai đi đến với bạn bè. Sau khi đã ăn xong bánh mì chảo có thể ngồi và tâm sự bên ly cà phê cũng như là bên ly trà thảo mộc. Vào những ngày cuối tuần thứ sáu và thứ bảy, đặc biệt là sáng chủ nhật, chúng tôi luôn có những buổi giao lưu văn nghệ cùng với nhạc sĩ Đức Tiến, với những giọng ca trẻ, cùng với những giọng ca của những quý vị yêu nhạc vẫn thường xuyên đến và giao lưu. Bánh mì chảo 43 Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành chút thời gian để lắng nghe về sự chia sẻ cũng như sự giới thiệu chính thức có mặt của chúng tôi tại Sài Gòn. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Bánh mì chảo 43 Ngô Thời Nhiệm, quận 3.